Kiển cận thì hơi quá, nhưng mà em nghĩ là hơi họ không suy nghĩ được kiểu ấy á. Không thoáng á, phải không? Thôi những cái này được đấy, có lẽ sẽ em không 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 dám nói. Tại vì cá nhân tôi vẫn thấy Linh, từ Linh Ly, từ từ Tô Mạnh Linh chuyển Tô sang Mạnh Linh, Tô Ngọc Bảo Linh, đúng. Linh không hề khó khăn khi chuyển sang luôn á. Có Ủa nghĩa sao là không? Tuân là một không ý tôi là đứng ở dưới góc độ của một người fan hâm mộ như Tuân, tôi cảm thấy cả hai hình ảnh nó đều là Linh hết. Từ một chàng trai rất là hiền và góc cạnh, nhưng mà chuyển sang một cô gái tự dưng nó nữ tính và nó dịu Và dàng và nó xinh nữa. nó xinh xắn, nó tự nhiên. Có nghĩa là Tuân không cảm thấy sốc hay là không cảm thấy khó chịu khi mà nhìn Linh ở hai hình ảnh. Làm sao mà Linh có thể chuyển mình một cách rất là hoàn hảo như vậy? Linh nghĩ rằng là có thể là trước kia thì Linh rất là thư sinh và Nóng cũng năng. hiền nữa, em cũng hiền lắm chị ạ. Em cũng kiểu cũng không quá là kiểu man quá, nhưng mà mọi người thì xem em ở trên những cái MV ấy, thì mọi người thấy em rất là man, nhưng mọi người không hề biết là em gồng. Em thực ra ở trên cái MV thì em phải đóng như thế, ví dụ mà em mà có đóng điệu điệu cái là em phải quay lại ngay, kiểu chẳng may mà kiểu về bóng đó nghiêng mà người đó là Tại vì lúc đó dù sao mình vẫn là con trai dạ mà. đúng rồi. Thì đó thì trên những MV thì đó, nhưng mà ngoài đời thì em lại là một người thì cũng cũng không phải là manly, mà cũng vẫn kiểu nữ tính, nhưng mà em vẫn, tức là vì sống chung với cả em thì em ở với cả mấy bạn con trai không, thì là em cũng phải cố gắng gồng gồng lên, không phải không để không kiểu không nữ tính quá, thì để cho mọi người đỡ ngại ấy các thứ ấy. Thì đi đâu thì cũng ví dụ ngồi quán nước thì em không bao giờ ngồi khép chân, ngồi kiểu dịu dàng như này đâu, em phải như này đó, Là cái là kiểu kiểu đó. ngày xưa hả? Vâng, ngày xưa đó chị. Thì Nhưng lúc lúc nghĩ đấy lại mình thấy khó chịu nhiều không Linh? thực ra thì mình cảm thấy là không phải là bản thân mình ấy, nên là mình cứ, Thì đang gồng mà phải khó chịu đúng rồi, rồi, gồng mà em phải khó chịu. đúng rồi, em muốn kiểu em thoải mái, em vui vui vẻ, và em có những cái cử chỉ rất là cute chẳng hạn, ví dụ như vậy em rất là thích, nhưng mà trước mặt mọi người em lại phải như là một con người khác. Em làm mọi thứ từ, em phải tập nhá, em phải tập từ cách nói này, ví dụ em nói chuyện với mọi người là kiểu cũng hơi điệu điệu như này, nhưng mà ngày xưa là em sẽ phải trầm giọng xuống một tí khi mà em nghe mà ồ chết câu này không được, câu này nghe nó hơi Yếu hơi quá phải nữ tính, không? vâng, là mình lại phải ồm ồm giọng, trầm trầm giọng, xong nói lại phải kiểu đấy, thả ra thế đó. Cảm giác nó không tự tin lắm, và cho nên là mọi người thấy là vẫn là hiền lành và có vẻ là hơi nhút nhát. Và khi mà chuyển sang con gái Nữ. rồi thì em mới như là được chính là em, và em thể hiện, em có thể em cười tươi, em nói, và cái năng lượng em tỏa ra thì đấy chính là em không cần phải ghìm lại nữa chị ạ. Đó. Rồi khi xưa khi mà Linh đi đi biểu diễn live á, có sợ bị kiểu như bị bể bóng không, kiểu như là bị Có chứ. Trời ơi. Em đi biểu diễn em cũng vẫn phải gồng luôn chị ạ. Em nào đi sân khấu. Các bạn ơi, bây giờ nha, đó đó. À, rồi làm sau đây Linh sẽ này, nói chung là cái gì tay chân là phải đưa khuỳnh ra này, sau đó là các động tác cũng phải như thế, rồi là biểu diễn những bài rap, mà những bài rap kiểu rất là mạnh mẽ các thứ, em phải yo đó, vẫn phải như thế. Nhưng mà bây giờ em biểu diễn nhiều nó thành quen rồi ấy, nên là chỉ khi nào mà em rap thôi em kiểu thường thường là như thế, còn bây giờ thì em hát bình thường thì em cũng đã Khá nhẹ nhàng trở về hơn. nhẹ nhàng hơn rồi ạ. Tôi thắc mắc một điều là từ cái thời mình gọi là Linh Ly á, thì thời đấy mình có chăm sóc ngoại hình của mình nhiều, tại vì lúc đấy nhìn nhìn Linh khá là thô ráp nhá và góc cạnh. Không, nói chung là khi mà em làm trai em không có chăm chút gì đến bản thân em ấy ạ, kiểu em cảm thấy không thích cái cơ thể này. Em soi mình trong gương từ ngày bé luôn ấy ạ, từ ngày bé là em đã thích là kiểu em phải xinh đẹp như một cô gái, nhưng mà em không bao giờ em làm được, kiểu hồi bé xong mọi người lại còn chửi nữa, xong lại càng làm áp lực cho em là tại sao mình lại để bị mọi người chửi như vậy, thì em mới dần dần là gồng lên để làm trai, lên dần dần lớn lên là không có ấy, không 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 để mọi người chửi nữa, thì mọi người cũng đã kiểu bớt bớt đi rồi. Chứ ngày bé là em toàn chơi với các bạn nữ thôi, toàn chơi những trò chơi của nữ Nhưng mà ở thôi. nhà em biết em như vậy không? Từ Dạ nhỏ biết không? chứ ạ. Không, tức là mọi người thì chưa có cái kiến thức về về giới tính như của em, và mọi người chỉ biết rằng là này hay mặc đồ con gái, thích mặc đồ con gái. Ngày xưa là em hay
thích mặc đồ của em với của chị em ấy. Có cái váy là em cũng thích mặc lắm. Có nhà em hay mặc ha? Dạ, em thích mặc thôi chứ em không phải hay mặc. Ý là em thích thôi, em thích là nếu mà được thử một lần em thích lắm. Nhiều khi là bác em còn dạy kiểu ăn trầu các mà em kiểu em hồi bé mà dạy bác dạy là nào quẹt mỏ ăn trầu giống như các bà nào thì em lại bắt trước kiểu đấy. Bà em nhìn bà em lườm, trời ơi sợ lắm chị ơi đó. Kiểu ngày xưa là cũng đã nữ tính và kiểu mọi người cũng đã biết rằng là như thế rồi, nhưng mà sau dần dần lớn lên thì em cũng kiểu tự ý thức được bản thân là không được như thế. Em cũng mọi người cũng đã bớt đi rồi, nhưng mà dần dần là mẹ em thì cũng đã ngầm hiểu từ lâu rồi, cho nên là nhiều khi là càng bây giờ là lớn lên rồi, kiểu bây giờ cũng già rồi đó, thì mọi người cứ hay giục là lấy vợ đi đó. Đấy là một cái chuyện mà em không hề thích một chút nào hết, lần nào mọi người nhắc đến là em cũng chẳng biết nói gì luôn á. Thật ra em cứ im, xong rồi mẹ em biết, mẹ em cũng cũng xua xua đi, cũng nói là ý là ôi kệ nó thích khi nào nó lấy thì nó lấy. Ý là mẹ em cũng đã hiểu như thế rồi, nhưng mà lúc đó thì em cũng chưa nói với mẹ. Và đến năm ngoái thì bắt đầu em mới nói ra với mẹ. Mà em chuyện giới em có kể cho gia đình nghe không? Em có xin không hay là em giấu? Tất cả mọi thứ em đều nói với mẹ em hết. Em phải nói với mẹ trước, bởi vì là thực sự là mẹ là cái người mà luôn luôn kiểu bên cạnh em, lúc nào cũng lắng nghe em nói chuyện và luôn luôn tôn trọng những cái quyết định của em. Nên là khi mà em nói ra với mẹ thì mẹ ủng hộ. Nhưng mà em có suy nghĩ chuyển giới lâu chưa? Từ lúc nào em có suy nghĩ? Tại vì trước kia thì em không có khái niệm về chuyển giới, em không biết. Em chỉ biết rằng là hồi bé, ngay từ cái hồi em đã nhận thức được em còn là kiểu em vừa mới đi mẫu giáo á, là em biết em thích con trai rồi. Thì em chỉ biết là em thích con trai thôi, còn em không biết là sau này em sẽ chuyển giới hay không. Thì em cũng cứ dần dần yêu, kiểu thích đơn phương người ta đó. Yêu đơn phương hả? Vâng, thì cứ thích thế thôi. Nhưng mà chẳng bao giờ được đáp lại cả, bởi vì em thì toàn thích những cái bạn mà bạn chỉ thích con gái thôi, mà em là đâu phải là con gái đâu. Thì sau có một cái lần mà năm 2015 thì phải, 2014, 2015 gì đó, em có thích một bạn. Xong rồi lúc đó kiểu nói chuyện cũng khá là lâu. Và bạn ấy cuối cùng thì sau khoảng 7-8 tháng gì đó, em thấy em cảm thấy là sợ là không tiếp tục được nữa. Và em muốn nói ra cho bạn đó biết, em chỉ nói hơi ngầm ngầm để bạn ấy hiểu thôi, chứ em không nói trực tiếp là tao thích mày. Đó. Thì hình như là sau đó thì bạn cũng ít nhắn tin, ít nói chuyện với em hơn. Thì lúc đó em kiểu đau khổ lắm chị. Em lúc đấy là em chưa come out với bất kỳ một ai, và sau đó em buồn lắm. Xong cuối cùng là em sẽ nói cho bạn thân của em là tôi như thế. Và em định hỏi là hay là bây giờ nói với mẹ luôn, hay là nói với mẹ rồi hay là đi chuyển giới, hay là chung là lúc đó em cũng đã có ý định đó rồi. Nhưng mà rồi dần dần thì bạn là do em đau khổ về tình yêu bạn đó em mới quyết định chuyển giới đúng không? Thì do em yêu nhiều người rồi đều không được đáp lại rồi tình yêu. Vâng, vậy là cái trụ cột chính vẫn là tình yêu. Thì cũng có thể là như vậy, bởi vì là thực sự là em rất là muốn, vì em lúc nào em cũng nghĩ em là nữ hết, đi đâu các thứ là em cũng bảo mọi người chở em lúc nào cũng nghĩ em như một công chúa vậy đó. Đấy là em chỉ nghĩ thôi, là lúc nào cũng phải được che chở, người ta che chở em đó. Thì lúc nào em cũng nghĩ là em như thế rồi, cho nên là một phần là cũng vì tình yêu, phần nữa là em cũng muốn là được là con gái để mặc những cái đồ mình thích. Thực ra là em rất là thích tạo dáng rồi là mặc đồ rồi chụp những bộ hình kiểu ngầu nghiếc đẹp như công chúa rồi đúng không? Dạ dạ đấy, nhưng mà em chưa bao giờ em có thể làm được. Mà đi đường là em cứ hay ngắm các bạn nữ. Trời ơi, người các bạn đẹp quá, bao giờ em mới được người như vậy. Đó, em nhiều khi là em cũng kiểu ngắm người ta là để xem ý là mình muốn được như người ta ấy, chứ không phải là để em ngắm là kiểu con trai ngắm con gái đâu chị. Đó. Đây, cho Tuấn hỏi về cái vấn đề vừa rồi đó. Khi mà rất nhiều người công kích Linh á, thì ngược lại có rất nhiều người nghệ sĩ và khán giả đứng lên để ủng hộ Linh. Thì Tuấn thấy Linh là người chuyển giới đầu tiên có được cái làn sóng ủng hộ rất là mạnh mẽ như vậy. Linh có cảm nhận gì về cái giai đoạn đó, về cái lúc đó? Khi mà mọi người lên tiếng mà bảo vệ em trước những cái lời công kích của cư dân mạng ấy, thì cảm thấy ôi mọi người thương mình thế, kiểu em bị cảm động luôn ấy. Vì là chưa, thực sự là em trước kia ấy,
là xuất hiện với hình ảnh mọi người là kiểu quen là manly rồi mà tự nhiên bây giờ là chuyển sang như thế thì rất là khó để chấp nhận.